Kính thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 4 tháng 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp thủ tướng Australia Anthony Albanese đang thăm Việt Nam. Các lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh thủ tướng Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam và đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời đánh giá cao cuộc hội đàm giữa hai thủ tướng và các thỏa thuận quan trọng đạt được. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn những phát biểu tốt đẹp của Thủ tướng Anthony Albanese về đất nước Việt Nam và quan hệ hai nước. Tổng bí thư nhấn mạnh Việt Nam và Australia là hai nước cùng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có nhiều sự tương đồng, đã trải qua nhiều thời kỳ phát triển trong 50 năm qua, Quan hệ hai nước được mở rộng và đi vào chiều sâu cả trong chính trị, hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và quốc phòng an ninh. Đặc biệt là giao lưu quan hệ nhân dân rất mật thiết với trên 300.000 người Việt Nam sinh sống làm việc ở Australia, trong đó có hàng chục nghìn sinh viên Việt Nam đã học tập tại Australia. Trên những cơ sở quan trọng đó, cùng với những tiềm năng lớn của hợp tác, hai nước có những triển vọng phát triển tốt đẹp trong thời gian tới. Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng nhất trí về những phương hướng phát triển, trong đó có việc đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, hợp tác tốt hơn nữa và nâng cao hiệu quả việc thực hiện các thỏa thuận. Tổng bí thư cũng nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp về chuyến thăm trước đây đến Australia, về đất nước và con người nơi đây. Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định sự coi trọng của Australia đối với vai trò, vị thế và quan hệ với Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ niềm tin về triển vọng phát triển, mong muốn đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Thủ tướng khẳng định quan điểm của Australia về tầm quan trọng của việc củng cố môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền của các quốc gia, quan hệ bình đẳng, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Thủ tướng Anthony Albanese trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Australia.